Dạ, xin Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Dog những ngày cận Tết, đón cái Tết Quý Mão 2023. Trước mặt anh chị đó là bến Hàm Tử bên dòng kênh Tàu Hủ. Bây giờ là khoảng 4 giờ kém anh chị, bầu trời đầy sương và người dân Sài Gòn vùi trong giấc ngủ. Và thường thường những ngày Tết thì chúng ta thấy hội hoa sưng, chợ hoa Tết, rồi những cảnh buôn bán tấp nập. Nhưng đâu đó có những cái bến thuyền, đó là bến Bình Đông, bến hướng quận 8. Họ phải thức trắng canh những cái hàng hóa và chờ cho bình minh lên cao và tiếp tục cuộc sống mưu sinh, cầu mong bán được chậu hoa này, chậu hoa kia để có tiền Tết. Và Sunny cũng muốn ghi nhận lại cái hình ảnh này gửi anh chị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta lên cầu Chà Và để chúng ta ghi nhận lại hình ảnh anh chị này anh chị ha. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa, và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thời tiết Sài Gòn thì giờ này trời se se lạnh anh chị. Theo Sunny đón thì bây giờ thì khoảng 18 độ. 18 độ đối với người trong Nam là se se lạnh rồi. Giờ này mọi người cũng yên giấc ngủ nông. Và hình như đâu đó Sài Gòn không ngủ với những chuyến xe, với những các bác, các chú chạy ba gác chở hàng đem đến chợ bán, và bà con tiểu thương bắt đầu dọn chợ Tết nè, chuẩn bị cho một ngày mới. Đây là cầu Chà Và. Đối với những ngày Tết thì anh chị thấy lượng xe trên đường 4 giờ kém, anh chị thấy nó cũng khác lạ so với mọi khi. Sunny cũng thực hiện những cái video 4 giờ sáng sớm thì xe cộ vắng vẻ hơn, nhưng mà ngày Tết thì mình cảm thấy đông hơn anh chị. Và chúng ta sẽ thả dốc cầu Chà Và tới chợ Sớm Củi. Rồi, và mình sẽ ra bến Bình Đông nha anh chị ha. Ban ngày chúng ta thấy những cái cảnh rất là tươi vui, bông hoa ngày Tết trên bến dưới thuyền. Nhưng mà buổi sáng sớm thì như thế nào? Mời anh chị. Không biết là năm nay như thế nào mà cái số lượng thuyền từ dưới miền Tây miệt vườn lên anh chị ít hơn năm ngoái. Đây là những cái màn hình để diễn ra lễ hội trên bến dưới thuyền, và chúng ta sẽ đi dọc khu vực này anh chị ha. Đèn sáng trưng, những cây quất, cây tắc, thuyền đã lên bến rồi đó. Những chiếc ghe. Rồi xin đi đó, đây bên đây là những chiếc ghe người ta ngủ, có người thức để canh. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng nha anh chị ha. Đây thì bán tắt nhiều anh chị, đèn sáng trưng, người ta dang võng, người ta ngủ cả trong giấc ngủ vùi để
chờ đến sáng mai bắt đầu một ngày mới buôn bán nhộn nhịp tấp nập. Mai có người thì ngồi đó cứ canh thôi. Chắc có lẽ là anh chị đã đi cái con đường này ban ngày, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta đi ban đêm để thấy cảnh như thế này. Kiểm tra lại người sẽ bắt đầu kiểm tra ngồi uống trà. Nhận giấc ngủ vui. Đây anh chị, Sunny cũng muốn ghi nhận những hình ảnh này do anh chị đây. Rồi, thôi chúng ta đi nha. Chú này chắc chị chủ vừa mai. Chứ mà làm sao giờ này mà thức sớm vậy. Bên kia, bên phải là thuyền anh chị. Những chiếc ghe bầu, nhưng mà bây giờ nước cạn. Đó, người ta rào lại. Người nằm võng, người thì nằm ghế bố. Năm nay có vẻ lên ít. Chợ hoa ở bên bến Bình Đông càng ngày thì Sunny cảm giác như teo tóp lại. Buổi tối là người ta phủ những cái lưới len che lại, sợ, nói chung là sợ mất anh chị. Thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Các chị đang dọn ra. Và ở đây là cái khu vực chính nè. Đây là cái khu vực chính để chia sẻ với anh chị. Sân khấu ban ngày, buổi tối là mình thấy vậy đó, 4 giờ sáng mình thấy vậy, nhưng mà khi mà ban ngày á, ôi thôi đông lắm. Người đi lựa, người đi chụp hình. Đây là khu vực phố Lầu. Và chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình. Thì buổi tối thì có những chiếc ghe có đờn ca tài tử. Đây là phố Lầu. Trước mặt anh chị đó là cầu ngang số 1. Bên trái là chúng ta có con đường Nguyễn Chí Nghĩa để chúng ta đi vào chợ Nguyễn Chí Nghĩa. Khu vực này cộng đồng người Hoa sinh sống thì cũng rất là nhiều anh chị. Ở đâu đó thì có những cái quán cà phê Hòa vậy. Ban ngày thì chúng ta sẽ thấy sặc sỡ hơn.
giấy quá đẹp luôn cả. Khi ngang cầu ngang số 1 thì chúng ta sẽ về chợ Bình Đông. Sunny đi một đoạn nữa, Sunny sẽ quay lại ghi nhận những cảnh này, những quán cà phê, những bô lão, những nhà vườn đang uống cà phê, canh hàng và chờ đợi. Ở đây cũng bán nè, đầy hết. Con giấy đẹp quá trời. Rồi, ở đây thì nó có những cái sạp, có những cái mái tre người ta thuê, thuê nó kéo dài trên con đường này, tới chợ Bình Đông luôn anh chị, tới phố Lầu. Và tới đây thì xin đi quay lại. Mình quay lại anh chị ha. Những cái cảnh này nè, chia sẻ với anh chị. Đêm không ngủ. Đó. Rồi, bây giờ mình đi tiếp. Dọc trên con đường này thì có rất là nhiều tiểu cảnh. Nếu anh chị ở Sài Gòn thì cũng có thể đi ban ngày. Tại vì chuyên đề của Sunny hôm nay thì nhân tiện là đi ra chợ Bến Thành đón chiếc xe tài đầu tiên để về Vũng Tàu anh chị. Rồi về Vũng Tàu lo công việc gia đình rồi xong lại lên Sài Gòn, Sài Gòn lại về Vũng Tàu liên tục. Và Tết nay thì Sunny năm nào cũng vậy. Sunny ăn Tết ở Vũng Tàu chứ không ăn Tết ở Sài Gòn. Rồi mùng 1 lên Sài Gòn, rồi mùng 3 lại về Vũng Tàu. Đi lên đi xuống. Bây giờ phương tiện đi nó cũng dễ dàng anh chị. Nên đi lại cũng nhanh chóng, chỉ 2 tiếng thôi là chúng ta có mặt ở Vũng Tàu rồi. Tung tăng với sóng nước. Ở đây thì có những cái quán cà phê, bù lão ra đây uống cà phê, nhâm nhi. Chờ bình minh lên, quán cà phê. Quán cà phê này cũng rất là đông. Ban ngày thì nhộn nhịp lắm, có những anh, các chú ba gác rồi chở bông hoa cho người ta. Ở đây là coi như là những cái nơi buôn bán nè, mai rồi người ta phụ bạc lại hết. Rồi ngủ canh. Quá đẹp luôn. Mèo méo méo. Đây là đơn vị Vĩnh Long. Lễ hội trên bến dưới thuyền, đơn vị Vĩnh Long. Rồi chúng ta đi tiếp. Lan bông lan giờ nhiều cái bông cũng đẹp quá chứ. Phố Lầu. Ở đây có nguyên một cái dãy phố Ông Đồ,
Ông đồ bây giờ dọn đồ đi ngủ hết rồi. Đó, có ông đồ đó. Tết ông đồ. Tết ông đồ. Ông đồ đi ngủ hết rồi anh chị. Đứng ở chó sủa. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng khu vực chợ Xóm Củi nha anh chị ha. Để coi chợ Xóm Củi bà con buôn bán như thế nào. Có dọn ra chưa? Và một điều cũng rất là hay, năm nào cũng vậy. Chợ những ngày cận Tết này đông đúc, người thì mua trái cây, người mua bông hoa, một cái nét rất là hay, nên duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác anh chị. Thờ cúng ông bà tổ tiên mà, nên có một cái tục lệ là cứ ngày 30 rước ông bà về ăn Tết, sau Tết thì đưa ông bà đi. Rồi tới đây thì Sunny sẽ quẹo nha anh chị ha. Quẹo chúng ta sẽ đi chợ Xóm Củi. Tất nhiên là Sunny sẽ quay ban ngày để anh chị coi sắc hoa nở rộ trong những ngày Tết trên bến Bình Đông như thế nào. Nhưng mà mình cũng cắt cớ, Sunny cũng cắt cớ. Thôi mình đi coi như thế nào. Buôn bán bây giờ nó cũng cực khổ. Thức khuya, dậy sớm. Rồi. Ở đây là con đường Tùng Thiện Vương. Bắt đầu chợ nè. Chợ Xóm Củi bà con cũng dọn chợ ra buôn bán nè. Thấy đèn sáng trưng không? Sunny sẽ canh các camera lại nha anh chị ha. Rồi, chúng ta tiếp tục. Đó, bà bác đi chợ rất là sớm, đi bên hông. Một số nơi thì bán quần áo thì họ cũng chưa dọn ra đâu. Những nơi bán thực phẩm, sạp khô người ta mới bắt đầu dọn chợ. Rau. Cảnh dọn chợ sớm. Xếp ra. Đẹp bưng bê. Đó.
chặt thịt rồi đi bỏ lại hoặc là đợi mối người ta tới lấy cho những cái quán ăn. Đây là phía khu vực phía sau. Men theo rạch ủ cây. Đó là những hình ảnh vào 4 giờ kém những ngày cận Tết để Sunny muốn chia sẻ với anh chị và các bạn ở bến Bình Đông và chợ Sớm Củi. Đôi khi thì hàng ngày chúng ta đi, Sunny thực hiện hoặc là anh chị đi thì thấy những cảnh bông hoa tươi rối, cái cảnh rần nhộn nhịp, rộn ràng, nhưng mà chúng ta chưa thấy tận mắt là cái việc mà bến Bình Đông 4 giờ kém như thế nào. Và Sunny cũng thông qua cái clip này để chia sẻ với anh chị và các bạn. Và nhân dịp năm mới thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Và chúng ta đang lăn bánh lên cầu Trà Vạc để về bến Hàm Tử. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Rồi, bye bye. Chúng ta quẹo phải để men theo con đường cầu để đi xuống bến Hàm Tử anh chị ha. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau.